Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em xin phép vài phút để em giới thiệu về một cái cây trầm hồng này. Cái cây này thì chắc là cũng nhiều bác chưa biết đến nó, bởi vì cây này nó khá là ít và nó người ta bán khá là đắt. Đấy, thì cây này thì nếu mà để nó chơi theo bộ cái bộ tông màu này á, cây này thì nó cánh nó hồng anh chị ạ. Lưu ý cánh nó hồng, mắt của nó hồng mờ. Cái này là một trong những cây trầm rừng khá là nổi tiếng và đắt đỏ trong giới chơi cây trầm, bởi vì nó không hề giống với bất kỳ một cái cây nào cả, không hề giống với bất kỳ những cây trầm nó khác hay là cây trầm Thái. Cái rừng này nó một mình nó một tông màu, nó hồng mờ, rất là mờ, cánh của nó chỉ hơi ám hồng chút thôi anh chị ạ. Đấy, anh chị nhìn này, cái cánh của nó đấy ám hồng một tí thôi. Mình nhìn bông trên này, anh chị thấy không ạ, ám hồng rất là ít, mắt của nó màu hồng mờ rất là đẹp đúng không ạ. Rất là đẹp vì là cái mắt của nó màu đẹp, và thực ra cái này mà chụp ảnh lên thì nó sẽ rất là kinh khủng hơn rất là nhiều. Nhưng dòng trầm này có thể là anh chị không để ý, chứ còn thì cái có thể là anh chị đã từng nghe đến cái cây kiều phi yến, phi điệp kiều phi yến. Đấy, cái đấy nó cũng là cái tông màu của giống cây này, tông màu với cây phi điệp đó nó giống tông màu cái này. Đấy, nó màu cam hồng, màu rất là đẹp, một trong những cái màu gọi là hiếm thấy xuất hiện ở trên các loại hoa lan. Thì đấy chị thấy như cái cây này thì cánh nó ám hồng, thì nếu như mà nó mà cánh trắng thì nó cũng là một cây rất là kinh đúng không ạ. Nụ thì nó xanh lét, như những cái dòng trầm này thì nó giờ ít người chơi bởi vì nó không mang lại giá trị kinh tế, và mang lại nó sợ, người dân sợ là nhầm với những cái cây đó chính là cây Đài Loan hay là cây Thái. Nhưng thực ra cái cây này nó một mình một kiểu, và em thì không thấy bên Thái là người ta có những cây này. Đây thì nó là một cái cây rất là đẹp, giới thiệu cho các anh chị chúng ta cùng tham khảo và tìm hiểu thêm về cái cây trầm này nhé, vào những video sau. Thì còn hôm nay em chỉ giới thiệu về cây này thôi, chứ còn thân lá thì nó là chỉ là một cái cây trầm bình thường. Cây trầm bình thường thì cái cây trầm nào thì nó cũng là thân lá tím, thân lá xanh sạch. 99% em thấy là trầm nào đó là thân lá xanh sạch anh chị ạ, đa phần là như thế. Anh chị nhìn cái tông màu của nó khá là kinh khủng ạ. Em đánh giá cái tông màu của cái cây này nó rất là cao, nó màu hồng phấn rất là ít, nhìn chung nó cũng rất là đẹp đấy anh chị ạ. Cái màu hồng của nó rất là hiếm, nên là mọi người cứ sưu tầm dần dần nhé. Loại này thì nó cũng không có nhiều trên thị trường nên là cũng khó để sưu tầm, thì mọi người cứ tham khảo thêm một số những cái bên một số những cái video khác. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video khác với những cây hoa lan khác trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Em vẫn giới thiệu với tất cả các anh chị là cần ngắm hoa nhiều bông chứ không nên ngắm một bông. Và nếu như có video là một điều tốt nhất, tốt nhất là nên có video, bởi vì video chúng ta sẽ nhận biết được rằng là cái bông này bông khác nó làm sao đúng không ạ. Chứ còn nếu không có video thì nó khó nói lắm, bởi vì người ta chụp ảnh người ta chỉ chụp một bông đẹp nhất thôi anh chị ạ. Đấy, mình xem nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.